rất nhiều những gương mặt, rất nhiều những sự trở lại trong đội xuất phát của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, trong đó có trường hợp của Trần Hữu Đông Triều. Câu lạc bộ An Giang ở trận đấu này có xu hướng phòng ngự với sơ đồ là 5-4-1. Đội trưởng của câu lạc bộ An Giang là Lê Tuấn Anh. Trong hiệp thi đấu đầu tiên thì đội chủ nhà Hoàng Gia Lai sẽ bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn hình của quý vị. Và hiệp 1 của trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021 giữa Hoàng Gia Lai và An Giang đã bắt đầu. Sự có mặt của Kiatisak Senamuang đã thổi vào câu lạc bộ Hoàng Gia Lai một làn gió mới. Đức Trường, Văn Trường cũng đang có trận đấu đầu tiên được bắt chính ở mùa giải năm nay. Việt Hưng. Trường Hồng Quang. Đây là cơ hội. Bóng đã rồ của dọc, vẫn là Bảo Toàn. Hai pha dứt điểm liên tiếp của số 20. Chọc khe cho Trần Bảo Toàn, đó là Trương Hồng Quang. Thì thủ môn bên phía câu lạc bộ An Giang đã bị đau. Bảo Toàn hoàn toàn có thể đi thêm một nhịp bóng trước khi thực hiện pha dứt điểm. Cự ly dứt điểm vừa rồi của Bảo Toàn vẫn còn khá xa. Một tình huống sửa bóng, tuy nhiên rất thiếu may mắn cho pha dứt điểm của Trần Bảo Toàn. Theo và Hoàng Gia Lai là hai đội bóng đang cạnh tranh cho ngôi đầu của bảng xếp hạng. Đứng trước bóng là Quang Nho và Việt Hưng. Việt Hưng không được. Dù sao thì cũng sẽ có một quả phạt góc cho đội chủ nhà. Tình huống treo bóng hướng đến vị trí của Văn Việt. Người dứt điểm là Việt Hưng. Bóng đã không qua được hàng rào. Ngày hôm nay thì Triệu Việt Hưng đóng vai trò là nhạc trưởng trong lối chơi của Hoàng Gia Lai. Phần lớn các tình huống lên bóng đều qua chân của cầu thủ mang áo số 97. Hôm nay thì Đức Lương được bố trí trong vai trò của cầu thủ biên trái. Nếu hai đội hòa nhau, cả hai sẽ bước vào những loạt sút luân lưu. Kim Nhật xử lý quá chậm. Kim Nhật không vào. Một tình huống uy hiếp và một lời cảnh báo dành cho khung thành của thủ môn Văn Trường. Kim Nhật đã đoạt được bóng trong chân của một cầu thủ Hoàng Gia Lai và một mình anh solo trước hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà. Dù không thành công nhưng đó cũng là một tình huống đáng chú ý dành cho An Giang. Được hưởng khá nhiều những tình huống đá phạt cố định nhưng họ chưa một lần tận dụng thành công. Kiên quyết đánh đầu không được. Sẽ có thêm một quả phạt góc dành cho Hoàng Gia Lai. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của cầu thủ quê Yên Bái. Thanh Nhã vẫn đang cho thấy sự chắc chắn của mình trong khung gỗ. Huỳnh Tuấn Linh, Lương Xuân Trường, Kim Đông Xu, Ngọc Quang. Một bóng rất thoáng cho Dũng Quang Nho. Quang Nho pha bóng kỹ thuật và được kết thúc bởi Dũng Quang Nho. Một pha bóng không thường thấy của số 86. Nếu gặp bế tắc thì chắc chắn trong hiệp thi đấu thứ hai, huấn luyện viên Kim Thế Sắc sẽ phải thực hiện những sự thay đổi người và từng được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam. Và đây chính là sự thay đổi người đầu tiên, sự thay đổi người mang đến những kỳ vọng rất lớn ở khu vực tuyến giữa của Hoàng Gia Lai. Sự xuất hiện của Tuấn Anh.
Anh Gia Lai chỉ thi đấu ít phút trong trận đấu gặp câu lạc bộ Hà Nội. Đó không phải là số ít những tình huống cố định mà Hoàng Gia Lai được hưởng ở trận đấu ngày hôm nay. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ của đội chủ nhà. Phát dứt điểm của Văn Việt. Nó mang lại một chút ít cảm xúc cho các cổ động viên trên sân vận Pleiku, nhưng chưa đủ để tạo ra được sự nguy hiểm về khung thành của Thanh Nhã. Tư thế dứt điểm trong pha bóng này của Văn Việt gợi nhớ bàn thắng của Lương Xuân Trường vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội. Và những pha bóng bổng không phải lựa chọn tối ưu. Bảo Toàn chuyền ra dứt điểm, không vào. Pha dứt điểm, bóng đã bay vọt sang ngang của Trần Việt Hưng. Kia thì sắc vẫn cười, nhưng cái nụ cười này không phải là nụ cười để ăn mừng, mà đó là nụ cười của sự tiếc nuối. Cơ hội dành cho Hoàng Gia Lai là không nhiều, rất hiếm hoi. Các cầu thủ của Hoàng Gia Lai mới có được một tình huống phương tấn công, và một lần nữa thì nó lại đến lỗi của cầu thủ mang áo số 5 Thế Lam. Trường Việt Hưng cần phải làm tốt hơn trong pha dứt điểm này. Đã xuất hiện trong trận đấu tại vòng loại cúp quốc gia. Đội người đã băng vào là Kiên Quyết. Đức Lương đánh đầu. Đây là tình huống mà Kiên Quyết từ phía sau băng vào nhưng không kịp. Đánh đầu vẫn không vào. Đó là sự xuất sắc của thủ môn Thanh Nhã. Ống kính truyền hình đang hướng về Triệu Việt Hưng, và lại một lần nữa thì người ta thấy nụ cười của huấn luyện viên Kiên Thị Sắc. Đó đúng là tình huống dứt điểm của Triệu Việt Hưng, nhưng hướng đi của trái bóng thì lại đúng vị trí của Thanh Nhã. Tự của Hoàng Gia Lai không phải làm việc quá nhiều, nhưng đây là tình huống mà Văn Việt đã chơi chủ quan. Hữu Phước, Thế Lam, bên trong có Hà Nhân Cương. Dứt điểm không vào. Lại thêm vài dứt điểm nữa. Bất ngờ bây giờ đã xảy ra trên sân vận Pleiku. Những tình huống dứt điểm của Hoàng Gia Lai không thành bàn. An Giang mới là người mở tỷ số. An Giang mới là những người mở tỷ số. Và Tống Văn Hiệp là người đã phá vỡ thế cân bằng. Quá bất ngờ. Nụ cười đã tắt trên đôi môi của huấn luyện viên Kiên Thiết Sắc. Và ngay lập tức ông đã có những trao đổi với trợ lý của mình. Chúng tôi nói về hệ thống phòng ngự của Gia Lai đã không phải làm việc quá vất vả, nhưng đây là tình huống mà họ đã phải trả giá cho sai sót của mình, cho chủ quan của mình. Hà Kiên Cường là người đã băng vào, nhưng cuối cùng một pha dứt điểm của Tống Văn Hợp đã giúp cho An Giang tạo bất ngờ trên sân vận động Pleiku. 1-0, 1-0 dành cho An Giang. Những niềm hy vọng cuối cùng của đội chủ nhà sẽ được tung vào sân. Văn Việt là người đầu tiên rời sân để nhường chỗ cho Văn Toàn. Và thậm chí là cả tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương cũng sẽ có mặt trên sân. Năm sự thay đổi người của anh Gia Lai. Kiên Quyết rời sân để nhường chỗ cho Vũ Văn Thành. Văn Thành dứt điểm. Người đã chạm bóng cuối cùng là Văn Toàn. Hãy xem cách Hoàng Duy chỉ đạo hệ thống phòng ngự của đội nhà. Các cầu thủ phòng ngự của An Giang cần duy trì sự tập trung. Cho Hoàng Gia Lai ở phút thứ 85. Bây giờ thì nụ cười này mới trở lại khi mà Hoàng Gia Lai đang đứng trước cơ hội để cân bằng tỷ số. Chúng ta cùng xem lại tình huống quay chậm.
Văn Toàn cực kỳ nhanh. Thực sự thì Văn Toàn nhanh hơn tất cả các thủ hậu vệ bên phía câu lạc bộ An Giang. Và một tác động của Thế Lâm đã khiến cho đội nhà phải nhận một quả phạt đền. Tình huống đối đầu giữa Văn Thành và Thanh Nhã. Văn Thành không quá khó để giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng quân mình tỷ số 1-1. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 86 và bàn thắng chỉ đến với Hoàng Gia Lai trên chấm phạt đền. Trận đấu đã có tỷ số hòa và bây giờ khoảng thời điểm còn lại vẫn là những sức ép được tạo ra từ các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Ở những thời điểm quan trọng cho huấn luyện viên Trịnh Văn Hậu và các trò, Quang Nho, một tình huống làm thơ của Dũng Quang Nho, nhưng Thanh Nhã đã xuất sắc để cứu thua. Một màn trình diễn hoàn toàn khác biệt của Dũng Quang Nho so với chính anh trong hiệp thi một. Một pha cứa lòng kỹ thuật và đẳng cấp rất đẹp mắt. Minh Vương, Văn Toàn, ơi Văn Toàn, Đại Dương là người dứt điểm cuối cùng. 2-1 dành cho Hoàng Gia Lai. Tất cả sự khác biệt đến từ những cầu thủ được vào sân tay người. Bây giờ thì ban huấn luyện của Hoàng Gia Lai mới có dịp để chúc mừng nhau một cách thực sự. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Và cuối cùng thì Hoàng Gia Lai mới có được bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Bộ ba tam giác Minh Vương, Văn Toàn và rất may mắn Nguyễn Trung Đại Dương là người đã thực hiện pha dứt điểm cuối cùng. Đây chính là 3 trong tổng số 4 cầu thủ mà ông Kiên Thị Sắc đã tung vào sân ở hiệp 2. Họ vào sân cùng nhau và bây giờ cùng nhau để tạo ra được bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà. Rất thú vị, một trận đấu thực sự thú vị, rất giàu cảm xúc.